Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh xuất nhập khẩu Logistics TV. Lại là mình đây các bạn ơi, mình là William Cường các bạn ạ. Thì trong thời gian dài vừa qua ấy, mình bận một số việc, mình chưa ra video thường xuyên cho các bạn được. Mà mình nhận được rất nhiều các ý kiến của các bạn là làm video chia sẻ về cách các bạn đi tìm những cái trường học hoặc là chuyên ngành mà các bạn dự định trong tương lai, những công việc trong cái lĩnh vực xuất nhập khẩu hoặc logistics, hay thậm chí là những vấn đề mà trong quá trình các bạn đi làm gặp vướng mắc thì các bạn có trao đổi nhé. Thì mình bận thời gian vừa qua là tầm khoảng hơn 2 tháng, mình có một số việc cần giải quyết. Sau khi mình đã làm xong thì hôm nay mình làm video chia sẻ cho các bạn về một chủ đề cực kỳ hot trong thời gian gần đây. Trước khi đi vào chi tiết nội dung chi tiết nhá, thì các bạn nào mà chưa đăng ký kênh của mình có thể ủng hộ mình bằng cách bấm theo dõi kênh nhá, subscribe kênh. Và nếu thấy cái video mình làm có ý nghĩa thì bạn cho mình một like nhá. Đồng thời có thể share vào các hội nhóm để tăng tương tác cho kênh của mình và có thể lan tỏa những kiến thức mà mình chia sẻ cho các bạn đến các cộng đồng hoặc đến các doanh nghiệp khác. Mình làm rất nhiều chủ đề rồi thì hy vọng các bạn sẽ thích cái kênh của mình bạn nhá. Về liên quan đến xuất khẩu logistics, về thuế, về cách để các bạn có thể làm được xuất nhập khẩu, hay đơn giản là cho các bạn sinh viên có nhiều kiến thức để các bạn khi các bạn bước ra trường thì các bạn có thể tìm kiếm được những công việc phù hợp với cái nhu cầu, đam mê, sở thích của các bạn. Thì các bạn nhớ đăng ký kênh của mình nhá. Thì mình lướt qua Facebook ở một số trang thông tin ấy, trong vài ngày gần đây, tức là qua Tết Nguyên đán vừa rồi ấy, thì các bạn bình luận rất nhiều về thuế giá trị gia tăng. Đây ví dụ như là bạn này, bạn ấy đăng là bạn nói rằng là thuế giá trị gia tăng của cái nghị định 15/2022, thì khi bạn ấy đọc thì bạn thấy nghị định này nó mình thử mình đọc luôn cái nội dung của bạn nhé. Văn bản pháp luật thì phải chính xác, dễ hiểu để người dân bình thường có thể hiểu và tuân thủ được. Văn bản pháp luật như nghị định 15/2022 mang tính chất như đánh đố doanh nghiệp. Cùng một mã số HS hàng hóa thì cơ quan hải quan này áp dụng và thuế suất VAT 8%, còn cơ quan hải quan khác thì bắt sửa tờ khai nhập khẩu yêu cầu giá trị thuế giá trị gia tăng là 10%. Ở cơ quan hải quan nọ thì sau khi tranh luận nghe doanh nghiệp trình bày thì vẫn cho áp dụng thuế giá trị gia tăng 8%, doanh nghiệp tự khai tự chịu trách nhiệm. Sau ở dưới có một số bình luận khác thì mình không đọc bình luận nhé, tại vì mình thấy nó tương đối nặng nề. Hay là một số bạn khác thì cha nói rằng là cha mã HS chưa đủ mệt mỏi hay sao, giờ ngồi tung đồng xu để khai thuế giá trị gia tăng là 10% hay 8% nữa hả giời, em muốn xỉu rồi. Ngoài ra còn có một số bài bài đăng nữa, nhưng mà mình không muốn tập trung vào cũng nhiều về cái này ấy. Thì và phản hồi các bạn phần lớn là tiêu cực, và tức là các bạn nói rằng là khi mà các bạn vận dụng cái áp dụng cái nghị định 15/2022 của chính phủ vào ấy, về việc giảm thuế, miễn giảm thuế giá trị gia tăng ấy, thì các bạn rất khó hiểu, rất khó áp dụng. Có thể là cái cách trình bày trong cái văn bản này ấy, nó gây nhầm lẫn cho các bạn. Thậm chí nhiều bạn đã làm rất nhiều năm rồi ấy, mà đọc cái văn bản này cũng khó hiểu, và cái cách áp dụng của các cơ quan khác nhau ấy, cho cùng một hàng cũng khác nhau luôn. Thì hôm nay mình sẽ thử phân tích xem cái nghị định 15/2022, nghị định của chính phủ ngày 28 tháng 1 năm 2022 này nó khó hiểu đến mức như thế nào, để tại sao mà trong vài ngày gần đây mà trên cộng đồng xuất khẩu logistics bàn tán rất nhiều nhá, rất dễ hiểu, tại vì liên quan đến việc quyền lợi của doanh nghiệp đúng không? Giảm thuế từ 10% đến 8% tương đối nhiều bạn nhá. Mình cứ nghĩ là 2% là chênh lệch là ít, nhưng mà thực ra là nếu bạn nhân với số thuế lên cả tỷ đô ấy, hàng chục tỷ đô, nhiều mà cả nước mà đúng không bạn, thì 2% đó là con số cực kỳ nhiều các bạn ạ. Và ngay cả chính phủ khi người ta ban hành nghị định người ta giảm thuế, đây là nỗ lực rất lớn của chính phủ các bạn ạ, để có thể phục hồi kinh tế được, tại vì Việt Nam bị ảnh hưởng của dịch Covid nặng nề các bạn ạ, phải lockdown mấy tháng. Cái hai, nhiều doanh nghiệp người ta không có việc làm, hay là số thu người ta thấp, hay là người ta không không có lợi nhuận, thì bây giờ chính phủ ủng hộ đấy, ủng hộ bằng cách là giảm thuế thôi, cách tốt nhất là giảm thuế các bạn ạ. Thì không thể ủng hộ là bằng cách cho tiền được, lại tiền thì không thể dễ dàng mà cho, hoặc là in ra thì lạm phát, thì tốt nhất là giảm thuế, đây là điều hoàn toàn hợp lý nhá. Tính cái nghị định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 năm 2022, tức là sau Tết Nguyên đán vào các bạn đi làm ấy là phải áp dụng nghị định này rồi. Và nghị định này điều 1 nghị định này nhá, được áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 2022, đến hết ngày 31 nhá. Còn sau ngày 31 tháng 12 thì như nào thì mình chưa biết, tại vì bây giờ thời điểm mình đang nói vẫn đến ngày mùng 10 tháng 2 thôi, ngày thần tài các bạn ạ. Đấy, các bạn nào chưa mua vàng thì đi mua vàng rồi nhá, lấy vía thần tài là năm nay phát đạt hơn. Và điều 2 này còn áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp là 2022, đúng rồi, thì đương nhiên
thuế được áp dụng trong năm 2022 thì thuế thu nhập doanh nghiệp, và các bộ cơ quan chức năng, ủy ban nhân dân tỉnh thì có trách nhiệm tuyên truyền, triển khai hướng dẫn giám sát để người tiêu thụ dùng được thụ hưởng lợi ích từ việc giảm thuế. Thì các bạn phải đi tuyên truyền nhá, phải đi tuyên truyền hướng dẫn nhá, các cơ quan tổ chức khác hoặc người dân để việc giảm thuế này nó áp dụng trên toàn Việt Nam ạ. Thì đúng như cái bài đăng của các bạn trên Facebook vừa rồi ấy, nghị định ban hành ấy, hay là văn bản pháp luật ban hành phải dễ hiểu, nhất là nghị định ở của chính phủ nữa, các bộ phải áp dụng mà đúng không, toàn dân phải áp dụng thì càng phải dễ hiểu, dùng ngôn ngữ dễ hiểu, cách trình bày dễ hiểu để người ta dễ áp dụng chứ. Người dân ở trình độ khác nhau mà các bạn, người ta đâu có, người dân có phải là người làm văn bản pháp quy đâu mà người ta có thể hiểu được sâu xa. Và khi nghị định ban hành ấy, thì mình nghĩ nghị định ban hành này có khả năng là mình đọc thông thường các nghị định khác là phải có đối tượng điều chỉnh, phạm vi điểm điều chỉnh, áp dụng các thứ cơ, đối tượng loại trừ hay là gì đó, nhưng mà thấy cái nghị định này không có. Có thể nghị định này ban hành chính phủ muốn hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế trong thời gian sớm, cho nên nghị định này ban hành theo mình có nghĩ là cũng phải là hơi không giống như các cái định mình đã từng đọc. Nhưng mà thôi, mình không phân tích về cái tính đó các bạn nhá. Bây giờ mình đi thẳng vào vấn đề luôn. Ở điều 1, người ta áp dụng giảm thuế giá trị gia tăng. Và trong cái nghị định này người ta chỉ nói về chủ yếu nói về thuế giá trị gia tăng nhá. Đây, miễn giảm thuế nhưng mà chủ yếu là thuế, nói về thuế giá trị gia tăng thôi, không nói về các loại thuế khác. Đấy, cho nên mình chỉ đặt thuế giá trị gia tăng thôi. Điều 1 này, khoản 1 giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa dịch vụ đang áp dụng mức thuế 10%. Như vậy mình cái câu đầu tiên mình phân tích nhá, giảm thuế giá trị tăng đối hàng hóa, mình sẽ không nói về dịch vụ, tại vì trong lĩnh vực xuất nhập khẩu ấy thì không có dịch vụ, chỉ có hàng hóa thôi. Thì giảm thuế giá trị tăng đối với các nhóm hàng hóa đang nhá, hiện nay đang áp dụng thuế giá trị tăng 10%. Như các bạn đã biết ấy, thuế giá trị tăng nó có mấy mức sau. Thứ nhất là 10%, thứ hai là 5%, thứ ba là sao. Sao chính là đối tượng không chịu thuế bạn nhá. Còn 0% ấy thường áp dụng cho hàng hóa xuất khẩu. Xuất khẩu 0% thuế giá trị tăng. Nhưng mà mình đang nói đến hàng hóa nhập khẩu ấy, đúng không? Xuất khẩu thì các bạn đâu quan tâm đến thuế giá trị tăng đâu. Xuất khẩu, hàng xuất khẩu chỉ có một loại thuế duy nhất là thuế xuất khẩu, nếu có nhá. Phần lớn hàng xuất khẩu còn không có thuế nào các bạn ạ. Thuế xuất khẩu rất ít mặt hàng có thuế xuất khẩu. Thì bây giờ mình chỉ đề cập thuế giá trị tăng của hàng nhập khẩu thôi. Nó có 3 mức: 10%, 5% và sao là đối tượng không chịu thuế. Thì trong cái nghị định này người ta chỉ nói đối với hàng hóa là đang áp dụng mức thuế suất 10% hàng hóa nhá, mình không nói dịch vụ, vì dịch vụ không liên quan đến xuất nhập khẩu. Hàng hóa áp dụng mức thuế suất 10% hàng hóa nhá, đang áp dụng mức thuế suất này 10% sẽ được giảm thuế nhá. Đấy, ở đây nó chưa nói là giảm bao nhiêu các bạn ạ. Đây này. Câu này chưa nói đang áp dụng sẽ giảm thuế nhưng giảm bao nhiêu chưa nói. Trừ hàng hóa sau đây: viễn thông, hoạt động chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản, sản phẩm kim loại đúc sẵn và than gì đó, dầu mỏ tinh chế. Đây, nằm trong phụ lục 1. Đấy, chi tiết nằm trong phụ lục, mình chỉ quan tâm chi tiết này, người ta liệt kê một loạt cái này ở đây. Sau đó người ta nói là chi tiết ở phụ lục 1 ban hành nghị định này. Lát nữa mình sẽ mổ xẻ cái phụ lục 1 nhá. Thì mình chỉ quan tâm với chi tiết phụ lục 1 thôi. Đấy, trừ nhá. Có nghĩa là những ông nằm trong phụ lục 1 này ấy, thì ngay cả việc thuế suất chưa giảm ấy mà đang áp dụng 10% ấy thì vẫn không được giảm bạn nhá. Trừ ra mà. Đấy, thì mình sẽ xem nhá là cái phụ lục 1 là gì. Tiếp theo trừ tiếp này, những hàng hóa mà không được giảm thuế này, sản phẩm hàng hóa dịch vụ theo chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Như các bạn biết là có 11 mặt hàng, nhóm mặt hàng có thuế tiêu thụ đặc biệt, ví dụ xăng dầu, than đá hay là điều hòa nhiệt độ công suất bao nhiêu nghìn BTU chẳng hạn, bài lá vàng mã, tàu bay du thuyền vân, thì nó chi tiết phụ lục 2. Thì lát nữa mình lại xem vào phụ lục 2 là những mặt hàng nào nhá. Có thuế tiêu thụ đặc biệt thì không được giảm thuế, còn giảm bao nhiêu thì chưa biết nhá. Điều 1 này chưa nói gì. Tiếp theo, sản phẩm công nghệ thông tin, chi tiết phụ lục 3. Đấy, thì lát nữa mình xem là phụ lục 1, phụ lục 2, phụ lục 3 ban hành theo nghị định này là những mặt hàng nào, và những mặt hàng này thì sẽ không được giảm thuế. Những mặt hàng này đang 10% nhá. Đương nhiên những mặt hàng mà thuế suất mặc định giá trị tăng là 5% thì không liên quan đến nghị định này các bạn ạ. Bạn vẫn giữ 5% thôi. Đây, việc giảm thuế giá trị gia tăng cho từng loại hàng hóa trong cái khoản 1, đây khoản 1 mình mới nói xong ấy. Điều này được thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công và thương mại. Đấy, cái cụm từ này ấy, đây này. Tất ví dụ như một mặt hàng của các bạn ấy thì dù các bạn kinh doanh thương mại ở trong nước hay là các bạn sản xuất trong nước, các bạn hàng sản xuất trong nước các bạn mua bán nhá, cũng phải đóng thuế giá trị gia tăng đấy các bạn ạ. Thì nó giống với cả việc các bạn nhập khẩu từ nước ngoài. Đấy, ví dụ mình lấy ví dụ này, mặt hàng hóa chất đi. Hóa chất
làm từ axit chẳng hạn, hay hóa chất làm từ aceton chẳng hạn, hay là hóa chất làm từ mấy cái nhiên liệu dầu mỏ chẳng hạn, vân vân. Thì nếu bạn nhập khẩu về ấy, thuế giá trị gia tăng 10% mà cũng hóa chất đấy mà trong nước các bạn sản xuất được, hay đơn giản các bạn được nước ngoài gia công, hay đơn giản các bạn đi mua bán ở ngoài chợ, ngoài thị trường, ngoài siêu thị ấy, các thứ ấy. Đấy, mà đóng thuế 10% nhá, thì hóa chất đó giống nhau ở khâu nhập khẩu, khâu sản xuất trong nước, khâu kinh doanh thương mại trong nước luôn các bạn ạ. Bạn nhớ nhá, đấy giảm thuế. Nó áp dụng thống nhất, không phân biệt là hàng nhập khẩu hay hàng sản xuất trong nước thì đều áp dụng được cái nghị định này các bạn ạ. Đấy. Đây này, đối với mặt hàng than khai thác bán ra thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng, thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng đây này. Đối với mặt hàng than khai thác bán ra này, khai thác trong nước ấy. Đây, mặt hàng than phụ lục 1 ban hành nghị định này tại các khâu khác ngoài khâu bán ra không được giảm thuế giá trị gia tăng. Như vậy thì mình thử xem là cái loại mặt hàng than nhá, làm phụ lục 1 này này. Ngoài cái khâu khai thác bán ra ở phía trên ấy thì không được giảm thuế giá trị gia tăng. Đấy. Thì lát nữa mình xem chi tiết từng phụ lục 1 nhá. Trường hợp hàng hóa nêu tại phụ lục 123 ban hành theo nghị định này thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng là đối tượng sao này. Để trên cái cột thuế giá trị gia tăng là sao này. Cái file này không phải là file Excel này, không phải là file biểu thuế đâu nhá, mình chỉ lấy các bạn thấy hình dung thôi. Còn biểu thuế nó là một cái nghị định hay nó là cái thông tư cơ, riêng. Còn cái file Excel này này các bạn hay dùng ấy là một do cá nhân hay là một cộng sự nhóm nào đó người ta tự làm để các bạn dễ theo dõi, chứ nó không phải là một biểu thuế các bạn nhá. Biểu thuế là do nghị định của chính phủ ban hành cơ, hoặc là nó là cái thông tư cơ. Đấy thì là biểu thuế, ví dụ thông tư về thuế giá trị gia tăng ấy, hay là một số hay là luật thuế tiêu thụ đặc biệt, luật thuế bảo vệ môi trường nó có biểu thuế, hay là nghị định nó có biểu thuế nhá. Còn cái file này các bạn tham khảo rồi, cái file này không phải là biểu thuế, mình đưa ra các bạn dễ hình dung thôi. Tiếp theo nữa là đây, người nói rằng là nếu mà những hàng hóa mà phục vụ lục 123 ban hành trong nghị định này mà không thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị làm có dấu sao ấy. Đây là có dấu sao rồi này, đây này. Đấy, có dấu sao cạnh số 5 ấy. Đấy, những hàng hóa đây này, dấu sao rồi này. Đây đây đấy. Hoặc là hàng hóa mà các bạn mà thuế trị 5%, đây 5% này đấy, 5% này đấy. Đấy. 5%. Thì thực hiện theo luật thuế giá trị gia tăng không được giảm thuế, không được giảm thuế nhá. Rồi. Đây là những trường hợp mà người ta quy định những mặt hàng mà giảm thuế mà đang áp dụng thuế 10% trừ những mặt hàng này phụ lục 123 không được giảm thuế, hay là những hàng hóa mà đang không chịu thuế hoặc là thuế giá trị gia tăng 5%. Thì không được giảm thuế, như vậy chỉ có 10% thôi mới được giảm thuế trừ một số mặt hàng ra. Đây khoản 2 thì người ta sẽ nói là mức giảm thuế này, cơ sở kinh doanh thuế giá trị tăng phương pháp khấu trừ này, áp dụng thuế giá trị tăng 8% hàng hóa điều 1, cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị tăng phương pháp tỷ lệ thì áp dụng mức thuế được giảm 20% mức tỷ lệ phần trăm để tính thuế giá trị tăng khi thực hiện hóa đơn, xuất hóa đơn bán hàng hóa. À, ở đây còn nói rõ nhá, nếu mà doanh nghiệp ấy người ta áp dụng thuế phương pháp khấu trừ phương pháp tỷ lệ phần trăm mà thì là 8%, tức là giảm từ 10% ở điều 1 khoản 1 điều 1 xuống 8% nếu mà doanh nghiệp mà áp dụng phương pháp khấu trừ nhá. Còn nếu mà doanh nghiệp hay cá nhân kinh doanh, hộ gia đình, cơ sở kinh doanh ấy mà áp dụng thuế tỷ lệ phần trăm ấy trên doanh thu ấy thì được giảm 20% mức tỷ lệ phần trăm thuế giá trị gia tăng ấy. Đấy, khi thực hiện thuế xuất hóa đơn, chứ không phải là giảm từ 10% 8% mà nhá. 20%. Thực ra là từ 10% đến 8% cũng là 20% các bạn ạ. Cũng là 20% nhá. Đấy. Trình tự thủ tục đây, thuế giá trị gia tăng này đây, cung cấp dịch vụ hàng hóa này 5% 10% kê khai thuế giá trị đầu ra. Đây, số cơ sở đây. Thì cái này người ta hướng dẫn các bạn làm. Chi phí đây, công ty các thứ thì mình không đọc phần này nhá, tổ chức thực hiện. Bây giờ mình sẽ thử phân tích các phụ lục 1 ở dưới. Danh mục hàng hóa dịch vụ không được giảm thuế giá trị gia tăng, tức là nếu hàng hóa của bạn nằm trong phụ lục 1, phụ lục 2, phụ lục 3, hay là hàng hóa bạn thuộc trường hợp giảm thuế đối tượng không chịu thuế là sao ấy, hay là thuế 5% ấy, thuế suất 5% thì bạn không được giảm thuế nữa nhá. Còn ta chỉ giảm từ 10% đối với mặt hàng đang có thuế suất giá trị gia tăng là 10% giảm xuống 8%, có nghĩa là giảm 20% đó các bạn ạ. Đấy. Thì bây giờ mình xem là mình thấy là tự nhiên mình thấy cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4, cấp 5, cấp 7 là gì. Thì đấy, sau đó có một loạt các mã số ở đây.
Thì các bạn đây ấy, thì đối với các trường hợp mà các bạn làm xuất nhập khẩu ấy, thì các bạn không quan tâm đến các cột này, cột cấp 1, cấp 2 đến cấp 7 làm gì các bạn. Đây là thực cho kế toán các bạn ạ, cho các ngành hàng sản xuất trong nước. Đó, ở đây người ta cũng có nói này, đây này. Bạn không quan tâm, nhớ bạn làm xuất nhập khẩu nhá, thì không quan tâm đến các cột 1 đến cột 7 làm gì. Đây người ta thống nhất đây này. Đây này. Thống nhất tại khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại ở trong nước ấy. Đấy. Thì các bạn nếu các bạn làm hàng nhập khẩu ấy thì các bạn không quan tâm từ cột 1 đến cột 7 làm gì ở các cấp độ này. Đấy là các cấp độ về kế toán các bạn ạ. Đây các mã số này. Các bạn chỉ quan tâm đến cột từ cột 8 đến cột 10 thôi, cột tên sản phẩm, nội dung hàng hóa là gì và mã HS áp dụng đối với hàng hóa tại khâu nhập khẩu. Còn mấy cái này sản xuất trong nước, mấy này kế toán đừng quan tâm làm gì nhá. Các bạn kế toán các bạn mới quan tâm đến cái này. Còn các bạn làm xuất nhập khẩu thì không quan tâm cái này làm gì, các bạn chỉ quan tâm đến cột 8, cột 9 và cột 10 thôi. Ví dụ như là sản phẩm khai khoáng, than cứng, than non là mã số HS tại khâu nhập khẩu, đây là 2701, 2702 thì toàn bộ những mã HS mà 2701 đấy, kể cả số đuôi nhá, 2702 kể cả số đuôi. Đấy. Nó có 8 số mà mã HS trên tờ khai 8 số bạn ạ. Tất nhiên có một số mặt hàng có 10 số, nhưng thôi mình đề cập 8 số, chủ yếu là 8 số. Thì những cái mặt hàng nào có hạ 4 số đầu tiên như thế này này. Đấy, 4 số đầu tiên nhá thì đều không được giảm thuế hết các bạn ạ. Tên sản phẩm như đây, 4 số đầu tiên đấy. Hoặc là cái này đấy. Đừng quan tâm đến cột 1 đến cột 7 làm gì ạ? Bạn chỉ quan tâm đến cột 8, cột 9, cột 10 nếu các bạn làm hàng nhập khẩu thôi nhá. Còn đây kế toán trong nước người ta mới làm, người ta mới liên quan những ngành hàng là ngành hàng gì. Ở đây còn theo quyết định, mình nhớ là theo quyết định nào đó người ta phân biệt từng ngành hàng cơ. Đấy, thì mai lát thì mình sẽ tìm hiểu nhá. Bây giờ mình tìm hiểu các bạn là nhập khẩu thì như nào. Than thậm chí là như này, nhiều bạn nói rằng sao ở trên là có 2701 rồi, ở dưới lại có 2701 1100 làm gì. Đây là người ta chi tiết nhỏ ra, ví dụ đây này bạn nhìn này, kế toán người ta chi tiết nhỏ ra đây. Tại vì có nhiều cái cấp độ ấy là doanh nghiệp người ta chỉ làm đến đây thôi. Người ta làm đến than anthracite, than cứng thì gồm có than anthracite và rất nhiều loại than khác. Đấy thì tức là nhiều doanh nghiệp người ta chỉ làm đến cấp độ này, các cấp độ khác người ta không làm, cho nên nếu ấy mà không đưa ra thì người ta không hiểu được. Nên là mặc dù là nhập khẩu ấy, các bạn là 2701 rồi, ở dưới là 2701, các bạn nói rằng ở trên là 2701 rồi, ở dưới liệt kê làm gì? Tại vì tất cả những mặt hàng mà có hai bốn số đầu tiên là 2701 ấy, hay là 2702, 2703, 2704 thì những số đuôi đằng sau ấy đều thuộc điều chỉnh con này hết, đều thuộc cái than cứng này hết. Thì có nghĩa là tất cả những số mà có số đuôi bốn số đầu giống nhau này, đấy, số đuôi khác nhau không quan trọng, đều là than, than gì đó không biết, thì các bạn đều không được giảm thuế các bạn nhá, đều không giảm thuế này. Chứ không phải là chỉ có mặt hàng này mới không được giảm thuế, còn 2701 số đuôi khác ví dụ như 1200 hay là 1300 thì không được giảm thuế, là không đúng nhá. Tất cả những mặt hàng mà đây là có bốn số đầu giống nhau, số đuôi khác nhau cũng được, có 8 số mà, đấy, số đuôi này, số đuôi khác nhau. À, thì nằm trong cái nhóm này, bốn số người ta gọi nhóm hàng ấy. Nhóm hàng thì các bạn không được không không được giảm thuế nha bạn nhá. Không được giảm thuế. Hay là đây này, các bạn thấy 1701 12 rồi sao 1701 19 ở trên có rồi, ở dưới có làm gì. Đấy, đấy bạn lưu ý nhá. Như vậy thì mình nhắc lại một các bạn là nếu mà đã nhóm đã như này rồi, người ta liệt kê nhóm nó như như này rồi ấy thì những cái số đằng sau ấy chỉ cần bốn số đầu giống nhau thôi, những số đằng sau của các bạn ấy đều không được giảm thuế hết. Đấy, cái này có vẻ hơi khó hiểu nhưng mà các bạn chỉ quan tâm đến việc là ba cái cột thôi, cột cuối, cột 8, cột 9, cột 10 thôi bạn nhá, đừng quan tâm mấy cái mã này, mã kế toán mà các bạn. Đấy, hay là nhiều bạn nói như này này, nhiều bạn mình thấy đây dở mấy cái chương này ra này, đây này, tức là toàn bộ cái chương này ấy, những mặt hàng đá cát sỏi đất sét ấy, hay sản phẩm khai khoáng được chương 25 với chương 68 ấy, toàn bộ cái chương 25 chương 68 này đều không được giảm thuế, mà mặc dù ở dưới người ta liệt kê thêm là 2506, 2509, không không bạn không quan tâm đến cái nhỏ nhỏ làm gì. Nếu mà nó đã là chương 25 chương 68 rồi thì toàn bộ mặt hàng đó trong cái chương 25 và chương 68 đều không được giảm thuế, ở thế thôi. Đấy, ở đây nhiều bạn lại sợ, các bạn lại khó hiểu ở trên chương 68 rồi, ở dưới lại 6801, 6802, 6803 thì các bạn nghĩ là chỉ có cái nhóm này thôi. Đấy thì mới được không giảm thuế, nhưng không phải đâu. Toàn bộ 68, 6804, 6805 hay 6810 thì đều bị dính hết các bạn ạ, nhá, đều không được giảm thuế. Thì việc trình bày như này ấy, thì đúng là mình nghĩ là cũng hơi khó hiểu thật. Hơi khó hiểu tại vì người ta thường là hàng nhập khẩu nó mã số nó khác, còn hàng mà
mà sản xuất trong nước hay là danh mục kế toán nó khác, thì đáng lẽ nhá, theo mình ấy thì nghị định nên phải tách biệt hai cái này ra các bạn. Chứ nếu mà gộp vào thì rõ ràng là các bạn trên các diễn đàn các bạn phản hồi là rất khó hiểu, là đúng rồi. Đây này. Đấy, khó hiểu, cực kỳ khó hiểu các bạn nhá. Đấy, rất khó hiểu. Thế nếu mà người ta làm cái nghị định mà kiểu gộp là hai hàng sản xuất trong nước rồi hàng rồi gia công rồi danh mục kế toán này rồi gộp cả hàng nhập khẩu, tại hai cái này là hoàn toàn khác nhau. Danh mục kế toán trong nước khác, với cả cái này là mã S ở quốc tế nó khác, cho nên mình không thể gộp. Gộp này đọc khó hiểu lắm, ngay cả mình đi làm rất nhiều năm rồi, mình đi dạy rất nhiều nơi rồi, và khi mà học viên mình hỏi là tại vì người ta lấn cấn không biết áp dụng kiểu gì, thì mình phải nghiên cứu một lúc, mình đọc một lúc thì mình mới nhận ra là cái này đúng là khó hiểu thật đấy. Chứ không phải là chương 25 người ta đã quy định 25 ở trên là toàn bộ chương 25 cát sỏi rồi, mà dưới lại 2507 rồi 2517 2505 rồi lại chi tiết 2517. Nhiều bạn nghĩ là chắc là chỉ có 8 số này mới bị thôi, hay 4 số này bị, nhưng không phải đâu, toàn bộ chương 25 đều bị hết các bạn ạ. Nhưng mà người ta lại liệt kê thêm ra, dẫn đến các bạn đi làm các bạn cứ nghĩ là 8 số này mới bị, còn 8 số đều là chương 25 thì không bị. Hay là giống sao này, giống sao là thể hiện là người ta cũng không có mã HS cụ thể, giống thằng này mới ghi là khoáng hóa chất và khoáng chất phân bón, thì đôi khi là tên hàng là như thế nhưng mà mã HS như nào thì chưa biết. Có nghĩa là mã HS nào cũng được, miễn là hàng của bạn tên như này thôi thì bạn cũng không được giảm thuế đấy, dù sao thì có vẻ là hơi khó hiểu. Hiện nay thì văn bản người ta đang số hóa, người ta phải liệt kê là mã HS cụ thể ra, chứ nếu một tên thì nó phức tạp lắm. Một mặt hàng đôi khi các bạn tên, các bạn thích đặt tên nào thì đặt, nhưng bản chất vẫn là hàng hóa đó, dẫn đến là tên là như này nhưng người ta đặt nó hơi khác đi một chút, mà không có mã HS cụ thể. Mã HS thì một mặt hàng chỉ có mã HS duy nhất thôi. Nên bây giờ mã HS không có, chẳng ghi sao là liên quan đến tên hàng thôi, các bạn chỉ đúng tên hàng. Bây giờ mặt hàng người ta bản chất như thế nhưng mà người ta đặt tên hơi khác đi một chút thì nó khác rồi, đúng không? Mà mã HS thì không thay đổi. Trong khi đây, trong khi dấu sao thì không có mã HS cụ thể, dẫn đến cái người ta làm người ta khó tra hơn. Đấy. Đọc từng mình lúc đầu thoạt nhìn mình cũng hơi khó hiểu nhá, mình phải nghĩ một lúc xong ấy. Sau đó mình đọc chú giải ở phía dưới. Thì mình phát hiện, hoặc là đây một số bạn hỏi mình chương này này, để hỏi một số bạn hỏi mình cái này này, sản phẩm hóa chất hữu cơ này, từ chương 29, 30, 31, 32 đến 38, thì có nghĩa là tất cả những hàng hóa thuộc chương này thì gần như là không được giảm thuế rồi, đúng không? Không được giảm thuế giá trị tăng từ 10% đến 8%. Sau đó người ta lại liệt kê là cụ thể là 3802 là gì, dẫn đến là các bạn cứ nhầm là phải nằm chia nhỏ này thì mới không áp dụng, hay 3803 là gì. Nhưng thực ra nếu mà liệt kê toàn bộ này này, thà người ta không liệt kê cái này ra thì thôi, người ta liệt kê từng cái mặt hàng cụ thể ấy, thì giảm thuế. Đây người ta ở trên thì người ta liệt kê là chương, ở dưới lại nhóm, rồi phân nhóm 6 số, rồi phân nhóm 8 số, dẫn đến cái hiểu lầm. Tất nhiên là các bạn cũng có thể giải thích là cấp độ 1, cấp độ 2, cấp độ 6, cấp độ 7 thì nó như này, sau đó nó chia nhỏ ra như này thì tôi phải chia nhỏ ra. Nhưng mà cái này là kế toán, cái này là xuất nhập khẩu, hai cái hiện nay nó vẫn còn bị lệch nhau rất nhiều. Mã HS là của quốc tế rồi, còn kế toán này đôi khi danh mục của Việt Nam thì nó không đồng nhất. Nhá bạn nhá, mình nhắc lại một chút này, có nghĩa là nếu mà cái cột cuối cùng này mà nó người ta ghi là cái mã chương này nhập khẩu ấy, thì toàn bộ cái chương này nhá, 29, 30, 31, toàn bộ những hàng hóa nằm trong chương này hết đều không được giảm thuế các bạn ạ. Chứ chưa cần phải cái nhỏ ở trong đâu, chưa cần cái nhỏ ở trong nhá. Bạn chỉ xem, thì nếu bạn tìm ấy, nếu bạn làm sao bạn tìm nó dễ thì bạn chỉ cái file này bạn cắt ba cái cột thôi, cột này thôi, ba cột cuối cùng ấy. Sau đó bạn căn chương file, bạn tìm là ví dụ như hàng hóa bạn chương 37, bạn căn chương file là 37. Nếu nó hiện là 37 ở đây thì có nghĩa là hàng hóa của bạn nằm trong chương 37 thì không được giảm thuế. Hay là chương 38, hay là chương 40, 39, 40 nhựa cao su chẳng hạn thì không được giảm thuế nhá. Chưa cần phải bạn phải bấm đến 6 số hay bấm đến 4 số hay là bấm đến 8 số đâu. Đấy. Đấy, thì hoặc là nếu hàng hóa của bạn không nằm trong chương đó, người ta chỉ ghi là nhóm 4 số 8 số thôi thì bạn là không được giảm thuế. Bây giờ mình thử đọc chú giải nhá. Tiếp theo nữa, đấy là phụ lục 1. Bây giờ là phụ lục, còn phụ lục nào khác không nhỉ? Mình có 3 phụ lục không mà, để mình kéo xuống phụ lục khác nhá. Phụ lục 2 đi. Đây mình đọc cái chú đã. Phụ lục danh mục hàng hóa dịch vụ không được giảm thuế trị tăng là một phần của phụ lục danh mục, là một phần đúng nhá, là một phần của danh mục phụ lục nội dung hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam theo quyết định này. Mình giở quyết định này ra là như nào đây,
lại còn là một phần nữa, à có phụ lục đính kèm à, là một phần các bạn ạ. Là một phần, tức là danh mục, là danh mục cái quyết định này nó tương đối dài. Để bề ban hành hệ thống ngành sản xuất sản phẩm Việt Á, còn liên quan đến hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam nữa, danh mục hệ thống ngành sản phẩm các con người ta liệt kê hàng hóa các bạn ạ. Đấy một phần thôi, cho nên dẫn người ta gộp hai cái lại với nhau. Đây này, mã này này là hệ thống ngành ngành sản phẩm Việt Nam, người ta gộp cái mã này, mã hàng hóa này với cả mã HS hàng hóa nhập khẩu thì dẫn đến nhiều bạn hiểu lầm ấy. Chú giải tiếp đối với mã HS của cột thứ 10, cột cuối cùng rồi này, đây là cột này này, cột mình đang chỉ các bạn này, đây cột này này, đấy cột cuối cùng này, đấy ở đây người ta có ghi chú này. Đây. Các mặt hàng không được giảm thuế ở cột cuối cùng ấy. Ở thuế giá trị gia tăng trung trương có hai chữ số, nhóm 4 chữ số và hoặc 6 chữ số, bao gồm tất cả các hàng hóa 8 số trong chương nhóm đó. À thì nếu mà đọc cái này thì có vẻ dễ hiểu hơn, có ý nghĩa như này này. Có nghĩa là những mặt hàng nằm trong chương hai số ấy, chỉ cần chương hai số thôi. Hay là nhóm 4 số hoặc là 6 chữ số ấy, thì tất cả những hàng hóa 8, tại vì các bạn khai trên tờ khai là 8 số mà, thì nếu 8 cái chữ số này mà có hai chữ số đầu số chương ấy mà nó dính dính vào cái cột nằm ở cột số 10 này không được giảm thuế, hoặc là 4 số đầu ấy của nhóm 6 số ấy, của cái 8 chữ số mình khai trên tờ khai ấy, mà có hai số đầu dính hai số đầu tiên ấy mà nó thuộc cột 10, cột 10 này cột không được giảm thuế thì các bạn không được giảm thuế. Hoặc là 4 số đầu tiên các bạn ấy, 4 số đầu tiên của bạn ấy mà nó nằm trong cái cột số 10 ấy thì không được giảm thuế, hoặc là 6 số của các bạn ấy trong 8 chữ số của bạn ấy nằm trong cột số 10 này thì không được giảm thuế. Thì mình giải thích qua một chút nhé các bạn nhé. Ví dụ này, ví dụ hàng hóa của bạn là nằm trong chương 82 thì đương nhiên 82 nằm trong cột số 10 này thì các bạn không được giảm thuế. Giả sử hàng hóa của bạn là 8201000 chẳng hạn thì hai số đầu là số chương nằm trong 82, nằm số 82 này nằm trong cái cột này thì các bạn không được giảm thuế từ 10% hoặc 8%. Hoặc là mặt hàng của bạn là 8467090 chẳng hạn thì bốn số đầu tiên của bạn ấy thì bốn số này 8467 nằm trong cột số 10 này thì tất cả những mặt hàng mà có bốn số đầu tiên là số này không được giảm thuế. Hoặc tương tự cái này nhá, hoặc là 6 số. Đây 6 số này này. Đây đây nó có 8 số thì quá rõ ràng rồi. Người ta chỉ liệt kê hai số, số chương, số nhóm 4 số và đây 6 số này. Giả sử mặt hàng của bạn là 7308109 chẳng hạn. 90 mặt khai trên tờ khai là 8 số thì 6 số của bạn này nằm trong cái cột số 10 thì mặt hàng của bạn thì có đuôi 90, đuôi 00 hay đuôi bao nhiêu ấy, có 8 số mà thêm vào đây nữa thì các bạn không được giảm thuế nhá, không làm được đấy. Tức ý người ta nói như thế. Nhưng mà có vẻ hơi khó hiểu một chút so với nhiều bạn. Dẫn đến các bạn phản hồi trên 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 mạng là đọc không biết áp dụng kiểu gì luôn. Đấy, đây. Nhá, như vậy mình tổng kết lại các bạn nhá. Hàng hóa của bạn khai trên tờ khai ấy, ví dụ các bạn phải khai, mình lấy ví dụ một mặt hàng đây, ví dụ như chương 39 này, nhiều bạn hỏi về chương 39, 40. Mình lấy ví dụ về chương 39, giả sử mặt hàng này. Mình cho to lên một chút cho các bạn nhá. Giả sử mặt hàng này là chương 39, hai số đầu là số chương các bạn ạ. Hai số đầu là số chương nhá. Đấy, trong cái danh mục của số 10 ghi hai số là tính là số chương. Chương 39 thì toàn bộ những cái mặt hàng này của các bạn này nhập về toàn bộ nằm trong chương 39 đều không được giảm thuế giá trị gia tăng các bạn ạ. Thế giả sử mà hai trong 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 như vậy toàn bộ nhá. Thế bây giờ mình lấy mặt hàng khác, toàn bộ chương 39 không có, mình lấy trường hợp là 40 đi, chương 48 đi, mình giả thử cho các bạn thôi. Đấy, lấy chương 40 đi cho các bạn dễ hình dung, chương 40 nó cũng dính mà. Đây, giả sử là chương 40 ghi là 401029 là cột số 10 thì toàn bộ cái mã nhóm ở trong ấy, đây là người ta còn hai chấm này. Đấy. 40, 10, 20, 30, toàn bộ cái thằng này ấy thì đều không được giảm thuế hết. Đấy, 6 số nhá. Hay là 4 số cũng thế các bạn ạ. Giả sử mặt hàng của các bạn là có đây người ta liệt kê là 3925 chẳng hạn trong cột số 10 ấy thì toàn bộ những mã ở trong hết. Mà trong là cứ 3925, 3925 bao nhiêu ấy cũng không được giảm thuế các bạn nhá. Đấy, 4 số, 6 số và 2 số nhá. Như vậy là 8 số mà có hai số đầu là số chương nằm trong cột số 10, hoặc là 4 số đầu tiên là nằm trong cột số 10, hoặc 6 số nằm trong cột số 10 này thì các số còn lại ấy, phía sau ấy, số thứ 7 và số 8, mã đét có 8 số mà thì đều không được giảm thuế hết các bạn nhé. Đấy. Tiếp theo là các dòng mà ký hiệu sao của cột 10 ấy, thực hiện
khai theo mã nét của thực tế hàng nhập khẩu. Rõ ràng nó không có mã nét mà ghi dấu sao thì các bạn như mình phân tích ở trên là hơi khó. Hơi khó tại người ta chỉ tên hàng hóa đôi khi cùng với hàng hóa đó doanh nghiệp người dịch có tên khác nhau ấy. Đấy. Tên khác nhau dẫn đến là nó không có mã nét cụ thể để đối chiếu. Số thì có thể giống nhau nhưng mà chữ thì khác nhau các bạn ạ. Chữ thì khác nhau nhá. Thì số là thống nhất với nhau trên toàn thế giới mà đấy. Thì nếu mà chỉ có dấu sao không thì có vẻ là doanh nghiệp lại phải suy nghĩ, ví dụ như là sản phẩm bằng kim loại sao hay kim loại bột sao thì người ta đổi tên đi một chút thì thành tên khác rồi. Thì dấu sao này không có mát hết cụ thể đâu, đôi khi là cũng do khó cho doanh nghiệp các bạn ạ. Mò kim đấy bể. Mà việc doanh nghiệp tra mã nét đã khó rồi, bây giờ lại còn tra thêm thuế này nữa thì càng khó hơn. Không biết cái nào thì theo mình các bạn chỉ cái nghị định các bạn cắt cột số 8, số 9, số 10 ra, bạn căn chun file thôi. Đấy, tìm tên hoặc là tìm mã nét có hai số đầu có không, nếu có hai số đầu tiên rồi, số chương rồi thì áp dụng thôi, áp dụng luôn các bạn nhá. Tiếp theo là phụ lục số 2 là hàng hóa mà có thuế tiêu thụ đặc biệt không được giảm thuế giá trị gia tăng. Như mình đã liệt kê rồi đúng không? Ở phía trên ấy, phần đầu ấy. Rượu bia, thuốc lá này, ô tô 24 chỗ ngồi này, đấy, mô tô hai bánh trên 125 phân phối này, tàu bay, du thuyền, xăng các loại đấy, 11, 12 mặt hàng này đấy là có thuế tiêu thụ đặc biệt thì không được giảm thuế từ 10% xuống 8%. Đấy. Tiếp theo phụ lục 3 là hàng hóa là công nghệ thông tin không được giảm thuế giá trị gia tăng, tương tự với trên thôi. Bạn cắt ra từ cột số 8 đến cột số 10 nếu bạn nào hàng nhập khẩu nhá, đừng quan tâm đến cột 1 đến cột 7 làm gì. Chỉ quan tâm đến cột 8 đến cột 10 thôi. Đấy, bạn căn chuẩn file và tìm là hàng hóa của bạn là tên hàng như nào, tên sản phẩm, số chương, số nhóm như nào, bạn gõ ra xem có không. Dấu sao này gây khó hiểu này. Đấy. Tìm khó lắm. Thì bạn xem là hàng hóa của bạn có công nghệ thông tin như thế thì nếu nằm trong đây thì không được giảm thuế, thế thôi. Đấy. 2% cũng nhiều phết đấy các bạn nhá. Đấy, 2% cũng tương đối nhiều đấy. Người ta định nghĩa thế nào là hàng hóa công nghệ thông tin này, khác theo pháp luật về công nghệ thông tin. Đấy. Máy in tiền, máy kế toán này cũng là công nghệ thông tin nhá, máy tính tiền cũng là công nghệ thông tin đấy, chứ không phải là chỉ có trên đâu, hàng hóa công nghệ thông tin khác theo pháp luật của bạn. Đây. B, ở đây trên là A thì dưới là B thôi, cả áp dụng cả A và B các bạn nhá. Chứ không phải chỉ có B không đâu. Đấy, thậm chí là máy hút bụi như thế các bạn ạ, sản phẩm thiết bị điện tử gia dụng. Đây, công nghệ thông tin đây. Theo pháp luật công nghệ thông tin thì máy kế toán này, máy gì đây? Thiết bị truyền dẫn, máy nghe nhạc số, rồi thậm chí là tủ lạnh cũng thuộc lại công nghệ thông tin luôn các bạn. Máy hút bụi cũng công nghệ thông tin luôn. Đấy. Kính hiển vi, máy xét nghiệm đều là công nghệ thông tin hết, chứ không phải chỉ có máy tính hay là cạc âm thanh hay là cái gì đâu, điện thoại mới là công nghệ thông tin nhá. Đấy, thiết bị V3 tổng đài công nghệ thông tin hết. Cả A và B luôn áp dụng. Đấy các bạn nhá. Thì áp dụng hết cả mấy cái này, tụ điện các thứ vừa áp dụng công nghệ thông tin hết đấy, cáp đồng, cáp quang hay là gì đây, điện trở, cuộn cảm, đèn diốt cũng là công nghệ thông tin luôn đấy. Đây, cho nên các bạn cũng không được giảm thuế các bạn ạ. Mình đọc văn bản phải đọc hết nhá, hàng hóa công nghệ thông tin đấy áp dụng luôn. Đây là trường hợp B, mục B, còn đây là chắc ở trên này là mục A quá. Thì đấy, phụ lục 3 nó gồm cả mục A và mục B. Thì không biết có mục C không thì mình chưa lướt xuống thì mình không biết có mục B đâu, mình cứ xem lần lượt thôi. Đây mục A đây, hàng hóa công nghệ thông tin theo quyết định này. Còn theo cái công nghệ theo khác thì nó là mục B. Thì bạn áp dụng cả A và B nhá, phụ lục 3 mà, thì đều dính hết, dài lắm. Gần như là tất cả luôn thì còn gì nữa các bạn ạ. Đấy, tụ điện, điện trở, cuộn cảm, bóng đèn diode cũng là công nghệ thông tin hết, là không được áp dụng giảm, tức là không được giảm thuế từ 10% đến 8% nhá, là 20% ấy. Đấy các bạn. Thì video hôm nay mình xin kết thúc tại đây. Mình đã trao đổi các bạn toàn bộ đầy đủ nội dung và cách hướng dẫn các bạn. À, đọc còn cái công văn này nữa. Cái công văn này nữa. Đây, cách áp dụng nữa. Là các bạn xem cái công văn 370 nhá, Tổng cục Hải quan thuế xuất nhập khẩu nhá. Đây. Cách áp dụng này, giảm 2% này, đấy, mã nào. Đấy, người ta và Tổng cục Hải quan hướng dẫn cho các bạn ấy, áp dụng là khi khai báo các bạn dùng cái mã VB195 này để khai báo thuế xuất này này. Không áp dụng trường hợp thì các bạn đọc thêm cái này nhá. Đấy, từ ngày 1 tháng 2
VAB đấy, trường hợp hải quan đây nhỏ hơn thì không áp dụng thuế suất. Đây thì các bạn đọc thêm cái công văn 370 của Tổng cục Hải quan thuế xuất nhập khẩu nhá, hướng dẫn các doanh nghiệp, các cục hải quan áp dụng cái này đấy, nó tiện hơn cho các bạn bạn nhá. VB195 gì đó, các bạn lên mạng các bạn tải nhá, hai cái nghị định 15/2022 và cái công văn 370 của Tổng cục Hải quan áp dụng cho chính xác. Thì mình xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh mình ủng hộ mình, các bạn bằng cách bấm subscribe nhé. Và nếu bạn có phản hồi gì hoặc lấy các bạn video mình đóng góp ý kiến thì các bạn để lại bình luận phía dưới, mình cùng nhau trao đổi nhé. Để tìm ra những cái giải pháp tốt nhất để các bạn đi làm cho nó chính xác. Nhớ like và subscribe nhé, nếu thấy kênh mình có ý nghĩa, những video mình có đóng góp nhiều giá trị cộng đồng. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye.